Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cường Video. Hôm nay lên sóng để thanh lý cho bác hai con vang số nhé. Đây là con hai con vang số Hugo V6 đấy, hàng bãi xịn. Đây để hình thức bác này, con này lúc nó hơi sức một chút. Em chỉ có hai con thôi đấy. Đây, con này thì ạ, có cổng quang và ăn phần mềm X5, chỉnh như X5 đấy. Thì em sẽ soi nội thất cho các bác xem. Đây là phía trong, tất cả những con này em đều mở ra kiểm tra và khẳng định các bác là bao zin cho các bác. Con này chạy chip 375 và chạy nguồn áp thấp nên con này cũng không sinh nhiệt và không có hệ thống quạt tản nhiệt các bác nhé. Không có hệ thống quạt tản nhiệt. Đấy, đây các bác xem nội thất này. Tất cả là zin, zin hết. Em thử tiếng mic cho bác xem. Dòng này thì là ăn phần mềm X5 và con này lợi về thì vượt hơn một chút ở so với dòng X. Các bác nghe thử này. Lên 42. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì đời còn dài, giấc mơ còn dài. Đấy, tiếng mic rất là hay, rõ này. Con này thì tất cả vị chống hỗ đều nằm ở đây, vị chống hỗ nằm luôn ở trong cái bo này, tách riêng ra. Đấy, phần mic và vị chống hỗ tách riêng ra. Về sơ đồ khối thì vẫn giống X5, vẫn thiết kế như con X5 thôi, không có gì khác biệt nhiều cả. Vẫn chạy giải mã AKM chip 375, nói chung về cơ bản là giống X5. Chỉ có phần nguồn thì họ thiết kế khác đi một chút. Đấy, em sẽ tắt nguồn đi và cho các bác xem thử ở cái con này. Cầm rất là nặng, đây là phía sau. Con này thì giống y hệt như 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6 cổng ra. Đấy, cổng RS232 là rắc 8 chân nhé. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chân, rắc 9 chân. 1, rắc 9 chân. Cổng quang, input 1, input 2 và mic này, chỉnh mic volume ở phía sau. Thì con này sẽ vào việc luôn cho các bác, này em sẽ thanh lý cho các bác là 2,3 triệu một con nhé, 2,3 triệu một con. Tặng dây rắc đầy đủ cho các bác, tặng dây rắc và cũng bao ship luôn. Đấy, các bác nào mua thì ủng hộ em.